Các bạn đang nghe truyện trước tu chư thiên vạn đạo lại tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 471, Hồi ức về Giang Tuyền, 2. Vui buồn lẫn lộn, đột nhiên đang xen khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Sau khi sư phụ qua đời, tang lễ rất long trọng, dù sao hắn cũng là người đã dạy dỗ ra một trạng nguyên, còn có mấy tiến sĩ, tang lễ sao có thể không long trọng được. Đồng thời, trường tư thuộc này cũng trở nên nổi tiếng, có rất nhiều học sinh đến, thậm chí có vài viên ngoại còn bỏ tiền ra xây nhà ở đây, đưa con đến đây học. Nhưng bọn họ hiển nhiên đã nghĩ quá nhiều, không có gian tiền, nơi này chẳng là gì cả, sau này ngay cả một tú tài cũng không có. Còn ôn bình sinh, thì trực tiếp lên kinh thành, không trở về nữa. Vốn hắn trở về đây, chính là vì sư phụ và nữ tử kia. Bây giờ sư phụ đã mất, nữ tử đã lấy chồng, hắn cảm thấy nơi này không còn gì đáng để hắn lưu luyến nữa. Khoảng thời gian sau đó, Ông Bình Sinh không còn để ý đến bất kỳ nữ tử nào nữa, bởi vì tất cả nữ tử trong lòng hắn đều không bằng người con gái thanh mai trúc mã năm xưa. Cuối cùng, ông Bình Sinh bước lên con đường tu tiên, đồng thời, hắn cũng thường xuyên quan tâm đến nữ tử năm xưa, nhìn nàng già đi, đầu thai chuyển kiếp. Nói ra, bây giờ nàng ấy đã là lần chuyển kiếp thứ 843 rồi. Ông Bình Sinh không nhịn được lẩm bẩm. Tam sư đệ, ngươi đang nói gì vậy? hồ ba nhị nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ôn bình sinh liền tiến lại gần hỏi ôn bình sinh lắc đầu không có gì đúng rồi nhị sư huynh ngươi quen biết sư phụ như thế nào hồ ba nhị vậy thì để ta kể cho ngươi nghe năm đó ở trong thôn chúng ta diệp phàm có chút căng thẳng đến trước cửa tiểu viện của liễu cẩm lúc này trong đầu hắn toàn bộ đều là kế hoạch làm thế nào để áp liễu cẩm vào tường còn có câu thơ tam sư đệ dạy diệp phàm đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ như vậy nhưng trong lòng diệp phàm vẫn rất căng thẳng trong đầu không ngừng suy nghĩ về từng chi tiết cuối cùng diệp phàm quyết tâm gõ cửa tiểu viện của liễu cẩm rất nhanh cửa mở liễu cẩm đứng trong cửa kinh ngạc nhìn diệp phàm diệp phàm ngươi đây là không có gì chỉ là đến xem thử tiện thể hỏi ngươi khi nào đi diệp phàm xua tay nói liễu cẩm nghi người để lộ ra những đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng từng túi lớn túi nhỏ trong sân ta và sư phụ đã quyết định rồi ngày mai sẽ đi ngày mai nhanh vậy sao giọng điệu của diệp phàm rõ ràng mang theo sự sốt ruột liễu cẩm vội vàng gật đầu đáp đúng vậy bên đế đô đã thúc giục rồi diệp phàm do dự hồi lâu hỏi có thể không đi được không liễu cẩm tại sao có thể hỏi ra câu này trong lòng liễu cẩm kỳ thật rất mong đợi nàng mong đợi diệp phàm bày tỏ thái độ với nàng cho nàng lý do để ở lại diệp phàm do dự vẻ mặt muốn nói lại thôi qua hồi lâu đột nhiên cắn răng đi thẳng về phía liễu cẩm bộ dạng này của hắn có chút dọa liễu cẩm liên tục lùi về sau diệp phàm huynh muốn làm gì cuối cùng liễu cẩm bị dồn vào góc tường dựa vào tường đứng còn diệp phàm thì một tay chống tường cúi đầu nhìn liễu cẩm nhìn đến mức mặt nàng đỏ bừng tim đập nhanh hơn diệp phàm rốt cuộc huynh muốn làm gì liễu cẩm có chút run rẩy lên tiếng Diệp Phàm ghé sát đầu vào liễu cẩm, tương tư tương kiến tri hà nhật. Thử thời thử dạ nan vi tình. Liễu cẩm, kỳ thật lần đầu tiên gặp nàng ở tửu lâu đế đô, ta đã bị khí chất độc đáo của nàng hấp dẫn, nói ra câu này, trong lòng Diệp Phàm kỳ thật cũng vô cùng căng thẳng. Là một người xuyên Việt, hắn đương nhiên cũng biết đây gọi là ca bê Nhưng kiếp trước hắn là một tên otaku, mỗi ngày chỉ ở nhà, đối với chuyện nam nữ, cũng chỉ nhìn thấy hoặc nghe nói trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh căn bản chưa từng tiếp xúc với nữ tử nào, hắn làm sao có thể dùng chiêu này? Lần đầu tiên dùng đương nhiên vô cùng căng thẳng. Còn câu thơ tam sư để dạy hắn, hắn cũng biết là do lý bạch lý thi tiên kiếp trước viết. Còn về phần tại sao ôn bình sinh lại biết, điều này còn phải nói sao? Chắc chắn là do sư phụ dạy. Liễu cẩm ngay người ngẩng đầu nhìn diệp phàm, bị lời nói của hắn làm cho chấn động. Hắn vậy mà có thể nói ra câu thơ thi vị như vậy. Thấy liễu cẩm ngay người như vậy diệp phàm tưởng nàng không đồng ý nhất thời có chút sốt ruột giọng điệu mang theo thất vọng liễu cẩm nàng không đồng ý sao là ta mạo phạm rồi ngay lúc diệp phàm định đứng dậy đột nhiên bị liễu cẩm kéo lại lắc đầu với diệp phàm không ta đồng ý kỳ thật lần đầu tiên gặp huynh ta đã bị vẽ phong trần trên người huynh hấp dẫn ta rất tò mò về những câu chuyện đã xảy ra trên người huynh kỳ thật tình yêu vốn là như vậy hai bên đều có hảo cảm sẽ không tự chủ được chỉ cần một bên chủ động, rất dễ dàng có thể ở bên nhau. Còn những quanh co khúc khuỷu, kỳ thật đều là do phim ảnh và tiểu thuyết hư cấu. Dù sao một câu chuyện tiểu thuyết, không có xung đột và thăng trầm, sẽ không thu hút được độc giả. Hiện thực kỳ thật rất bình đạm, không có gì oanh oanh liệt liệt, có, là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông, dù sao đây cũng không phải tiểu thuyết. Nghe thấy Liễu Cẩm đồng ý, trong lòng Diệp Phàm kích động vô cùng, nhìn liễu cẩm thật sâu cúi đầu xuống liễu cẩm cũng hiểu diệp phàm muốn làm gì e lệ nhắm mắt lại theo diệp phàm càng ngày càng gần ngay khi sắp chạm vào nhau cho một tiếng bát vỡ giòn tan vang lên liễu cẩm và diệp phàm giật mình đồng thời quay đầu nhìn lập tức nhìn thấy sư phụ của liễu cẩm ngây ngốc đứng ở xa tay cầm đũa phía trước là một cái bát đã vỡ mặt liễu cẩm trong nháy mắt đỏ bừng như quả táo đỏ đến tận cổ đũng điệu gọi một tiếng, sư phụ, sau đó trực tiếp xoay người chạy vào phòng. Còn Diệp Phàm thì lúng túng, ngại ngùng gọi một tiếng, sư phụ, người trẻ tuổi, phải chú ý hành vi cử chỉ, đã xác định quan hệ rồi, chuyện này lúc nào làm không được, sư phụ của Liễu Cẩm nói một câu già dặn, xoay người đi lấy chổi quét nhà. Hắn cũng không thể nói với Diệp Phàm bọn họ, hắn là cố ý làm vỡ bát, hừ. Dám chiếm tiện nghi của đồ đệ ta trước mặt ta, đúng là nằm mơ lúc này trong tiểu viện nơi ôn bình sinh ở hồ ba nhị đang định nói chuyện một bóng người đột nhiên đi vào tam sư huynh nhị sư huynh đều ở đây à triệu tử giang vừa đi vào vừa lớn tiếng nói tính cách hắn chính là như vậy xuất thân từ quân đội nói chuyện tương đối lớn tiếng tứ sư đệ đệ đã về rồi hồ ba nhị mừng rỡ nói ôn bình sinh giơ tay ra hiệu tứ sư đệ ngồi trước đi Triệu Tử Giang cũng không khách khí, đi tới ngồi xuống, sư huynh, vừa rồi các huynh đang nói chuyện gì vậy, cũng không có gì, chỉ là nói chuyện về quá khứ gặp sư phụ. Ông Bình Sinh giải thích. Triệu Tử Giang nghe vậy mắt sáng rực, ta cũng rất hứng thú, không ngại ta cùng trò chuyện chứ, ông Bình Sinh và Hồ Ba Nhị đồng thời lắc đầu. Sư đệ nói gì vậy, sau đó ông Bình Sinh nhìn Hồ Ba Nhị, nhị sư huynh, huynh tiếp tục nói đi, Hồ Ba Nhị gật đầu, chậm rãi kể lại. Năm đó, Người trong thôn của Hồ Ba Nhị cơ bản đều chết hết một cách khó hiểu, chỉ còn lại một mình ta. Một lão nhân trong thôn, tóc bạc tiễn con trai rồi tiễn cháu trai, cuối cùng lại là Hồ Ba Nhị tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Trước khi lâm chung, lão nhân nói với hắn, sư môn của tiên sinh mà người trong thôn tìm trước kia từng có thù oán với thôn bọn họ, cho nên khi chung cất lão nhân trong thôn đã cố ý chung sai, dẫn đến việc nhà bọn họ luôn gặp xui xẻo. Sau đó người trong thôn biết được, cũng không có ý kiến gì, Tiên sinh của mấy thôn xung quanh đều có qua lại với tiên sinh đã hãm hại bọn họ, cho nên đều từ chối đến giúp bọn họ. Không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể tự chung cất, nhưng bọn họ nào hiểu mấy chuyện này, dù sao ngoài chung cất người chết, còn có xây nhà, mở cửa, kết hôn vân vân đều cần xem này tốt. Cuối cùng, cả thôn đều chết một cách khó hiểu, chính là kiểu đi đường, ngã một cái là chết người gì đó. Nguyện vọng cuối cùng của lão nhân, là để hồ ba nhị đi bái sư học nghệ đừng để chịu thiệt thòi về phương diện này nữa sau khi lão nhân đó qua đời hồ ba nhị cảm thấy thôn này không còn gì đáng lưu luyến vì vậy bắt đầu con đường bái sư học nghệ cứ như vậy sau một năm bôn ba hồ ba nhị cũng không biết mình đã đi đến nơi nào cũng không biết mình đã đi bao xa ngày hôm đó hắn đến một thị trấn nhỏ sau khi nhiều lần dò hỏi hắn nghe được tên của một người lý tiểu tuyền đại thiên sư chỉ nghe cái tên thôi đã khiến người ta sinh lòng kính ngưỡng trong miệng những người đó hồ ba nhị còn nghe được vô số truyền thuyết về vị lý tiểu tuyền đại thiên sư kia ví dụ như từng giúp một nhà tìm một mảnh đất sau khi chôn xuống chưa đến hai năm con trai nhà đó đã đổ trạng nguyên còn có một nhà nói là luôn gặp chuyện không may người đã khuất còn thường xuyên báo mộng nói là dưới nền nhà có đè một con rắn cho nên luôn gặp xui xẻo sau đó tìm đến vị lý đại thiên sư kia người ta chỉ nói một câu đã giải quyết được vấn đề. Nói là để nhà đó đào sâu ba thước ở phía sau nhà. Sau đó nhà đó cũng làm theo, từ đó về sau nhà họ mới bình an vô sự. Lúc đó Hồ Ba Nhị càng nghe càng sùng bái, càng nghe càng thao khát. Vì vậy sau khi nhiều lần dò hỏi, hắn đến nơi ở của vị Lý Tiểu Tuyền Đại Thiên Sư kia. Nhà người ta kỳ thật cũng không phải là tốt lắm, ngược lại có chút bình thường, Lúc đó Hồ Ba Nhị còn không dám tin đây là nơi ở của vị Lý Đại Thiên Sư trong truyền thuyết kia. Nhưng đã đến rồi, Hồ Ba Nhị cũng không thể nào quay về, ít nhất cũng phải hỏi xem. Vì vậy, Hồ Ba Nhị lấy hết can đảm gõ cửa. Cửa mở, Hồ Ba Nhị nhìn thấy một lão già râu bạc trắng, khí chất phiêu dật trên người hắn trực tiếp làm hắn chấn động. Sau khi vào trong, hai người trò chuyện, vừa nghe giọng điệu của đối phương, cùng với dáng vẻ lân lân đó, Hồ Ba Nhị liền biết, vị này chính là lý tiểu tuyền đại thiên sư mà mình muốn tìm nhưng điều khiến hồ ba nhị kỳ lạ là sau khi nghe thấy tên của hắn đối phương lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc dường như nhận ra hắn nhưng sau đó đối phương lại không có bất kỳ biểu hiện gì điều này khiến hồ ba nhị có chút khó hiểu sau đó nghi hoặc này vẫn luôn khiến hồ ba nhị băn khoăn cho đến bây giờ nhưng hắn cũng không dám hỏi cũng không biết nên mở lời như thế nào sau đó cũng đành bỏ qua cuối cùng đối phương cũng đồng ý nhận hắn làm đồ đệ sau khi làm lễ bái sư hồ ba nhị liền đi theo sư phụ học tập những kiến thức liên quan hồ ba nhị sau khi rời khỏi thôn như cánh bèo trôi dạt không có nhà trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng nhưng sau khi đi theo sư phụ hắn như tìm được nhà sư phụ cũng như cha mẹ tái sinh chăm sóc hắn sau khi hắn đi theo sư phụ một thời gian sư phụ mới nói cho hắn biết trên người hắn còn có một lời nguyền khiến hắn luôn gặp xui xẻo đồng thời lời nguyền này còn khiến hắn không có con nối giỏi trước kia không giải trừ cho hắn là vì hắn đi theo sư phụ cho nên sẽ không bị ảnh hưởng còn bây giờ nói cho hắn biết là muốn giải trừ cho hắn đồng thời trình độ của hắn cũng đã đạt đến một mức độ nhất định để hắn xem cho kỹ học cho kỹ học được điều gì đó từ chuyện này hồ ba nhị nghe vậy cảm thấy trong lòng ấm áp thì ra sư phụ vẫn luôn nghĩ đến việc dạy hắn lần làm phép đó rất trang trọng rất long trọng sư phụ đã chuẩn bị rất nhiều thứ từ khi bái sư đến nay hồ ba nhị chưa từng thấy cảnh tượng này đồng thời sư phụ còn nói với hắn lần làm phép này ta sẽ trực tiếp giải quyết tên tiên sinh đã ám hại thôn các ngươi trước kia để trừ hậu hòa cảm ơn sư phụ trong lòng hồ ba nhị vô cùng cảm động có rất nhiều lời cảm ơn muốn nói nhưng cuối cùng khi đến miệng chỉ còn lại một câu này đừng dài dòng nữa xem cho kỹ lời quát mắng của sư phụ khi đó bây giờ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai lần làm phép này đã khiến hồ ba nhị học được rất nhiều thứ tu vi phương diện này trực tiếp đột phá một đại cảnh giới mà sau lần đó sư phụ cũng không còn ra tay nữa mọi việc đều để hồ ba nhị tự mình giải quyết trên đường cũng có rất nhiều người đến bái sư nhưng đều bị sư phụ từ chối thậm chí còn không gặp mặt dường như hắn chỉ nhận hồ ba nhị làm đồ đệ sau đó hồ ba nhị bắt đầu tự mình đối mặt với mọi việc lúc đầu còn khá thuận lợi cho đến một lần hắn gặp phải một chuyện khó giải quyết đành phải mời sư phụ ra tay giúp đỡ lần đó là đi xe mộ cho một gia đình nói là người trong nhà luôn gặp chuyện không may cho nên mời hồ ba nhị đến xem nói ra gia đình đó vốn là viên ngoại giàu nhất địa phương nhưng sau khi chôn cất ở ngôi mộ đó gia đình bắt đầu gặp chuyện không may đầu tiên là việc buôn bán sa súc gặp đủ loại tai nạn sau đó là người trong nhà liên tiếp gặp chuyện hoặc là đột nhiên mắc bệnh hoặc là tính tình thay đổi, vận xui đeo bám. Khiến gia đình này từ giàu nhất địa phương, trở thành gia đình sa sút như bây giờ, phải bán nhà bán đất để duy trì cuộc sống. Số tiền mời Hồ Ba Nhị lần này là đổi bằng cách bán mảnh đất cuối cùng. Hồ Ba Nhị đến sau khi xem xét địa thế, liền cảm thấy kỳ lạ, mảnh đất này nhìn thế nào cũng tốt, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đại sư, chúng ta đã tìm rất nhiều tiên sinh đến xem, đều nói mảnh đất này không có vấn đề, là đất đại phú đại quý gia chủ của gia đình đó nói với vẻ mặt đau khổ hồ ba nhị nghe vậy gật đầu nghi hoặc đúng là vậy ngọn núi này có hình dạng giống như một con túng mã người được chôn cất ở đây con cháu sẽ làm quan đại phú đại quý đại sư đúng, đúng 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 lúc trước vị tiên sinh giúp chúng ta an táng cũng nói như vậy gia chủ của gia đình đó vội vàng gật đầu đáp sau đó hồ ba nhị lại lấy la bàn ra đến trước mộ đối chiếu hướng sau đó nhíu mày hướng cũng đúng mà nói xong hắn xoay người, chỉ vào hình dáng ngọn núi đối diện. Mấy ngọn núi đó, giống như một đàn ngựa, đang chạy về phía ngọn núi ở giữa, tạo thành thế vạn mã triều tông, hướng về phía con ngựa cao nhất ở giữa là không sai. Đúng đúng đúng, thiên sư, lúc trước vị tiên sinh đó cũng nói như vậy. Gia chủ bên cạnh vội vàng đáp. Hồ Ba Nhị suy nghĩ, cuối cùng dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi. Sau khi chung cất, hai bên ngọn núi có phải đột nhiên xuất hiện hai mạch nước ngầm? đột nhiên phun nước giống như một đôi mắt người bên cạnh vội vàng gật đầu đúng 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 nhưng mà hồ ba nhị nghi ngờ nhưng mà cái gì vị tiên sinh đó nói đó là mắt rò rỉ là tướng hao tài tốn của cho nên bảo chúng ta dùng cây trúc dài bốn thước đóng vào đó bịch mạch nước ngầm lại gia chủ giải thích hồ ba nhị nghe vậy sắc mặt liền biến đổi hỗn xược đó là mắt của mảnh đất này các ngươi đây là trực tiếp chọc mù mắt người ta rồi a à, vậy phải làm sao Gia chủ nghe vậy cũng ngây người. Hồ Ba Nhị dường như lại nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi, còn nữa, ta hỏi ngươi, người được chung cất ở đây là nam hay nữ, không giấu gì tiên sinh, là nãi nãi của ta. Gia chủ đáp. Hồ Ba Nhị nghe vậy càng nhíu mày hơn, sai rồi, mảnh đất này không thể chôn nữ, không áp chế được. Còn nữa, bia mộ này được dựng lên khi nào? Mảnh đất này không thể dựng bia, sẽ đè lên con ngựa này gia chủ nghe vậy liền ngây người vậy mà lại có nhiều điều kiên kỵ như vậy nói đi mảnh đất này của các ngươi có được như thế nào tại sao người ta lại hãm hại nhà các ngươi như vậy cuối cùng hồ ba nhị thở dài hỏi cái này gia chủ do dự hồi lâu mới nói với vẻ mặt khó xử lúc trước khi nhìn trúng mảnh đất này chúng ta đã đến nói chuyện với gia đình đó đối phương không đồng ý cho nên liền cường chiếm phải không cuối cùng còn đánh bị thương hoặc đánh chết người hồ ba nhị trực tiếp nói tiếp gia chủ liền cười gượng chuyện gì cũng không qua mắt được thiên sư đúng là có đánh bị thương mấy người trong đó có một người sau khi về nhà không chịu nổi đã chết hồ ba nhị thở dài ông trời có mắt không phải không báo chỉ là chưa đến lúc kỳ thực ta thật sự không muốn giúp các ngươi gia chủ nghe vậy liền lộ vẻ kinh hoàng trực tiếp quỳ xuống trước mặt hồ ba nhị thiên sư xin người nhất định phải cứu nhà chúng ta hồ ba nhị cuối cùng thở dài nếu biết trước ta tuyệt đối sẽ không đến nhưng đã đến rồi không giúp cũng không được báo ứng mấy năm coi như là trả lại nhân quả trước kia đi ngươi lập tức đi tìm người ngày mai giờ ngọ động thổ dời mộ gia chủ nghe vậy liền kích động không thôi trực tiếp dập đầu mấy cái với hồ ba nhị sau đó vội vàng đi tìm người sáng sớm hôm sau gia đình đó đã gọi một đám người lên núi chờ đến giờ ngọ liền động thổ đào mộ không lâu sau đã khiêng quan tài ra hồ ba nhị vội vàng đi tới nói mở quan tài nghiệm thi mấy người bước lên dùng dụng cụ nhổ đinh quan tài ra sau đó chậm rãi mở nắp quan tài hồ ba nhị vội vàng tiến lên sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền hít sâu một hơi chỉ thấy trong quan tài nằm một bà lão tóc bạc dài đã che kín toàn bộ mặt và cả ngực ngón tay ngón chân của bà lão rất dài, nhìn thoáng qua, mỗi ngón đều dài bằng ngón giữa. Không ổn, thi biến. Hồ Ba Nhị Kinh Hải nói. Đại sư, thi biến là có ý gì? Gia chủ bên cạnh vò vàng tiếng lên hỏi. Hồ Ba Nhị không để ý tới hắn, bước tới, vén tóc bạc của bà lão ra, lộ ra một đôi mắt như bị vật gì đó đâm thủng, lúc này vị trí mắt của bà lão là một cái hố sâu hoắm. Đại sư, nãy nãy ta chôn xuống đã 5 năm rồi, sao vẫn chưa phân hủy? Có phải là có liên quan đến thi biến mà ngài vừa nói không? Gia chủ vội vàng hỏi, có chút không dám nhìn vào trong quan tài. Hồ Ba Nhị gật đầu, đúng vậy, nhìn tình hình này, thời gian các ngươi hạ tán cũng không đúng, bị người ta cố ý sửa đổi, dẫn đến chôn phạm phải điều cấm kỵ, vậy phải làm sao? Gia chủ vội vàng hỏi. Hồ Ba Nhị, ta đề nghị, lập tức thiêu hủy, vậy cho cốt sau khi thiêu hủy chôn xuống còn có thể phù hộ hậu nhân sao gia chủ lại hỏi hồ ba nhị lắc đầu không còn tác dụng nữa gia chủ nghe vậy kiên quyết lắc đầu vậy không được không thể thiêu hồ ba nhị nghe vậy chỉ biết thở dài không nói gì nữa đi qua chỉ huy những người đó đặt quan tài ở một chỗ điều chỉnh hướng sau đó quay đầu nói với gia chủ dẫn ta đi xem đất đi tốt nhất là ngày mai có thể hạ táng nếu không đêm dài lắm mộng gia chủ vội vàng gật đầu sai người dẫn hồ ba nhị đi hôm đó hồ ba nhị trở về rất muộn dù sao lúc đi đã là chiều muộn rồi vừa về đến hồ ba nhị liền giật mình cả nhà đó vậy mà chết sạch đều chết vì thất khiếu chảy máu mà ngay lúc hắn đang kiểm tra tình hình vô số tóc trắng ập đến may mà trước khi đi sư phụ đã cho hắn một ít pháp khí lúc này mới miễn cưỡng đỡ được cũng chính lúc này hắn mới nhìn rõ đối diện vậy mà là bà lão vừa đào lên ba ngày cảnh tượng này trực tiếp khiến hồ ba nhị da đầu tê dại sợ đến mức toàn thân run rẩy đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thứ này kể từ khi sinh ra sau này đi theo sư phụ ra ngoài cũng chưa từng gặp sư phụ cũng chưa từng nói với hắn có thứ này tồn tại lúc đó trong lòng hồ ba nhị chỉ có một ý nghĩ chạy chạy càng xa càng tốt sau khi đỡ được một đợt tấn công của bà lão hồ ba nhị xoay người chạy ra ngoài chạy thẳng về nhà bà lão kia như đã nhìn chằm chằm vào hắn, mái tóc như sóng thần ập đến, dọa hắn tăng tốc chạy. May là nhà cách nơi này không xa, pháp khí sư phụ cho cũng rất lợi hại, cuối cùng hồ ba nhị liều mình bị thương, cuối cùng cũng về đến nhà. Sư phụ, cứu mạng, vừa về đến, hồ ba nhị liền như một đứa trẻ con gọi, không còn chút phong độ đại sư nào ở bên ngoài. Hốt hoảng như vậy, thành cái thể thống gì, hồ ba nhị chỉ nhớ lúc đó sư phụ vừa càng nhằn vừa đi ra, vẻ mặt hận thiết bất thành cương. Lúc đó Hồ Ba Nhị đã không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, vội vàng kêu, sư phụ, cứu mạng, có quỷ, quỷ. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Sư phụ Lý Tiểu Tuyền khó hiểu hỏi. Sư phụ, không tin người nhìn phía sau. Hồ Ba Nhị vừa nói vừa quay đầu chỉ ra phía sau. Kết quả Hồ Ba Nhị ngây người, bởi vì phía sau chẳng có gì cả, chỉ có bầu trời đêm yên bình như nước. À. Sư phụ, nếu ta nói bà ta đột nhiên biến mất người có tin không hồ ba nhị cuối cùng lúng túng nói đừng nói nhảm nữa về ngủ đi ngày mai ta cùng ngươi ra ngoài một chuyến sư phụ nói một câu tùy ý rồi xoay người về phòng hồ ba nhị nghe vậy ngẩng người sau đó mừng rỡ sư phụ tốt nhất sư phụ tin tưởng hắn cho nên mới bằng lòng xuất sơn cùng hắn đi một chuyến đứng dậy hồ ba nhị phát hiện phía dưới lạnh toát rõ ràng là bị dọa tè ra quần Chân vẫn còn run rẩy. Về phòng hắn làm thế nào cũng không ngủ được, nhắm mắt lại là đôi mắt chỉ còn trơ hốc. Trằn trọc không ngủ được, cuối cùng không còn cách nào, hắn đứng dậy ôm chăn đến phòng sư phụ, trực tiếp trải chiếu nằm dưới đất cạnh giường. Lúc đó sư phụ nằm sấp trên giường nhìn hắn vẻ mặt bất lực. Quả nhiên, ở trong phòng sư phụ, Hồ Ba nhị ngủ ngon hơn nhiều, trực tiếp ngủ đến trưa hôm sau. Vậy, ăn sáng do sư phụ làm, giúp sư phụ đeo túi vải lên lưng đi theo sư phụ ra ngoài. Từ khi đi theo sư phụ, mỗi lần ra ngoài, Hồ Ba Nhị đều phụ trách đeo túi, đây vốn là công việc của đồ đệ. Mà chuyện đeo túi này, từ khi sư phụ giao hết mọi việc cho hắn, hắn đã lâu rồi không đeo nữa. Lần này, như trở về thời xưa, Hồ Ba Nhị rất hưởng thụ cảm giác này. Chỉ cần đi theo sau sư phụ, Hồ Ba Nhị liền có một cảm giác an tâm khó tả. Đến nhà đó, người của quan phủ đã phong tỏa hiện trường nhưng lại không ngăn cản hồ ba nhị bọn họ ngược lại còn vô cùng cung kính với bọn họ điều này thật sự khiến hồ ba nhị mở mang tầm mắt thì ra nghề này làm đến mức tận cùng còn có địa vị như vậy vào trong sư phụ trước tiên xem xét tình hình bên trong trên đường người dẫn đầu của quan phủ tìm đến sư phụ thiên sư theo ngài thấy vụ án này là tình huống gì đã ta đến rồi chắc chắn là chuyện liên quan đến phương diện đó lát nữa các ngươi đứng xa một chút. Sư phụ Lý Tiểu Tuyền chậm rãi nói. Người dẫn đầu nghe vậy sắc mặt biến đổi, vội vàng lui ra xa, hình như, hắn đã không phải lần đầu tiên đối mặt với chuyện này. Những quan binh khác cũng đi theo người đó lui ra xa. Đợi bọn họ lui ra xa, Giang Tuyền nhìn về phía căn nhà u ám, khẽ nói, quan có đầu nợ có chủ, đã diệt môn rồi, ở dương gian cũng không còn ý nghĩa gì nữa, đi đầu thai đi, nhưng kỳ lạ là, sau khi Giang Tuyền nói xong, không có động tĩnh gì xảy ra. Hồ Ba Nhị cũng thấy ngại ngùng thay sư phụ. Hắn vốn tưởng rằng những quan binh phía sau sẽ vì vậy mà khinh thường sư phụ, hoặc lộ ra vẻ chế giảo. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn, lại thấy đám quan binh kia sắc mặt càng thêm ngưng trọng nhìn. Lúc này Hồ Ba Nhị mới biết, bọn họ chắc chắn đã từng thấy qua cảnh tượng tương tự, cho nên vẫn luôn tin tưởng sư phụ, vì vậy mới có biểu cảm như vậy. Thì ra, người không tin tưởng sư phụ nhất, Vậy mà lại là hắn, đồ đệ thân cận nhất của sư phụ. Thấy vẫn không có động tĩnh, sư phụ hình như đã hết kiên nhẫn, trực tiếp giơ tay bấm đốt ngón tay, "Đã không chịu ra, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Nói xong, chỉ thấy ngón tay sư phụ đang bấm đốt khẽ vạch một đường trên không trung. Lập tức, kim quang chói mắt bắn ra từ ngón tay hắn, hình thành một đạo phù trên không trung, thẳng tắp áp xuống. A à, lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong hư không, tiếp theo, bà lão tóc trắng kia hiện ra đang ngồi xổm trên không trung không ngừng gào thét. Những quan binh phía sau thấy cảnh này, không khỏi lại lùi về sau thêm vài bước. Hồ Ba Nhị thì sợ hãi lùi lại hai bước, tối hôm qua bị dọa sợ không nhẹ, bây giờ trong lòng vẫn còn ám ảnh. Lúc này hắn mới thật sự hiểu rõ khoảng cách giữa hắn và sư phụ. Hơn nữa hắn hoài nghi, tối hôm qua bà lão kia đột nhiên biến mất, rất có thể là cảm nhận được sự tồn tại của sư phụ, cho nên mới không dám xuất hiện. A, à, a à tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang lên, ngay sau đó, sư phụ phất tay áo, một đạo phù triện kim quang lấp lánh bằng không hiện ra, đánh tan lão bà kia giữa không trung. Hồ Ba Nhị thấy vậy liền mạnh mẽ hơn, vội vàng bước đến bên cạnh sư phụ, "Sư phụ, người đã đánh bà ta hồn phi phách tán rồi sao?" Sư phụ liếc xéo hắn, "Còn giữ lại cho ngươi sưởi ấm giường sao?" Hồ Ba Nhị nghe vậy liền rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, "Không cần. Ta tự mình đủ ấm rồi." không cần bà ta thu dọn đồ đặt trở về thôi sư phụ nói xong liền xoay người rời đi để lại hồ ba nhị ở lại xử lý những việc còn lại trước tiên là cả nhà kia đều chết hết việc dời mộ liền chấm dứt tạm thời khép lại mà lần này liên lụy đến không ít người ngay cả những người đến giúp dời mộ cũng bị liên lụy sau đó hồ ba nhị cùng quan phủ thương lượng dùng toàn bộ gia sản còn lại của nhà kia để bồi thường cho những người đến giúp đỡ lại bị liên lụy, chết oan uổng. Nói ra cũng thật lạ, nghe đồn gia sản nhà kia không nhiều, nhưng vẫn lục soát ra được không ít, chủ yếu là từ các phòng lục ra, hoặc nhìn chính là tài sản riêng giấu kín. Số gia sản này cũng không ít, đối với người thường mà nói, cũng coi như một khoản tài phú kết xù, đủ để an ủi phần nào nỗi đau trong lòng họ. Quan phủ cũng nể mặt Lý Thiên Sư, hết sức phối hợp với Hồ Ba Nhị, cơ bản là nói gì làm nấy. Cuối cùng, Hồ Ba Nhị không chỉ đem số tiền nhà kia cho cũng quyên góp ra ngoài, còn tìm nơi chung cất tất cả những người đã chết, sau đó mới trở về nhà. Lúc trở về đã là hai ngày sau, vừa bước vào cửa, liền thấy sư phụ đang ngồi uống trà. Sư phụ Hồ Ba Nhị có chút chột dạ gọi một tiếng. Dù sao lần này cũng coi như gây họa, mời sư phụ vốn không xuất sơn ra ngoài, khiến hắn cảm thấy ấy nấy trong lòng. Nhưng sư phụ dường như không có ý trách cứ hắn, vẫy tay về phía hắn, lại đây ngồi, ta có vài chuyện muốn nói với ngươi, hồ ba nhị vội vàng đi qua ngồi xuống. Ba nhị, sở dĩ ta vẫn chưa nói với ngươi về phương diện này, là bởi vì đạo hạnh của ngươi vẫn chưa đủ, sau chuyện lần này, ta cảm thấy thời gian cũng đã chín mùi, hồ ba nhị mở to mắt lắng nghe, liên tục gật đầu. Tiếp đó sư phụ lại nói tiếp, thật ra, trước giờ ta dạy ngươi chính là phong thủy cùng nhân quả chi đạo. Mà nhân quả của ngươi vẫn luôn không chịu khó tu luyện. Nếu không lần này sao có thể không lường trước được chuyện như vậy sẽ xảy ra, Hồ Ba Nhị nghe vậy liền sững người, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, mọi thứ đều thông suốt. Nếu như trước đó hắn dùng nhân quả chi đạo dự đoán lão bà kia sẽ hóa thành lệ quỷ, sớm chuẩn bị phòng bị thì sẽ không để nhiều người chết oan như vậy. Hồ Ba Nhị lại đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại, sư phụ, chắc hẳn người đã lường trước được bọn họ sẽ vì vậy mà chết, nhưng tại sao người không sớm ra tay? hoặc nhắc nhở ta sớm chuẩn bị phòng bị gian tuyền vuốt chòm râu bạc trắng ba nhị khi nào ngươi tu luyện nhân quả đến một trình độ nhất định sẽ hiểu thời cũng mệnh cũng chúng ta là phàm nhân không thể lay chuyển được thời gian sẽ tìm mọi cách để sửa chữa sai lầm trong đó chúng ta có thể làm chỉ là gãy nhẹ một sợi dây nhân quả để kết quả thay đổi nhưng dù là gãy nhẹ sợi dây nhân quả chúng ta cũng sẽ bị phản vệ liên quan đến nhân quả của nhiều sinh mạng như vậy không phải ta, một phàm nhân nhỏ bé có thể lay chuyển. Chỉ có ngươi, người trong cuộc, gãy nhẹ, phản vệ mới là nhỏ nhất, hồ ba nhị nghe xong vẫn chưa hiểu hết, hắn tu luyện nhân quả chi đạo không sâu, cho nên không hiểu những điều ẩn khúc trong đó. Nhưng cũng đại khái nghe ra được ý tứ. Trước tiên chính là sư phụ trong chuyện này kỳ thực là người ngoài cuộc, người gãy nhẹ sợi dây nhân quả sẽ bị phản vệ, cho nên không thể ra tay, bởi vì không đáng. Còn hắn, Hồ Ba Nhị, người trong cuộc, vốn dĩ chịu phản phệ nhỏ nhất, lại bởi vì tu luyện nhân quả chi đạo không sâu, cho nên không thay đổi được. Sự hy sinh của nhiều sinh mạng như vậy, có phải đã khiến ngươi hiểu được? Tầm quan trọng của nhân quả chi đạo, trong lúc Hồ Ba Nhị đang suy nghĩ, sư phụ đột nhiên mở miệng hỏi. Hồ Ba Nhị nghe vậy cả người sững lại, chết lặng, trong đầu ông ông, cái gì? Sự hy sinh của nhiều sinh mạng như vậy, chỉ là vật hy sinh cho sự trưởng thành của hắn, Hồ Ba Nhị chỉ để nhắc nhở hắn về tầm quan trọng của nhân quả, chẳng lẽ ngay từ đầu sư phụ không ra tay, chính là để chuyện này trở thành lời cảnh tỉnh cho Hồ Ba Nhị về sau, Hồ Ba Nhị ngây người, không dám tin tưởng suy nghĩ này, hắn sợ là thật. Liền lắc đầu mạnh mẽ, gạt bỏ suy nghĩ này. Sau đó, dường như lại mở miệng, được rồi, kỳ thật lần này thật sự muốn nói với ngươi là, còn có một đạo, ta vẫn chưa chính thức dạy ngươi, Hồ Ba Nhị kinh ngạc, còn có một đạo. Là gì vậy? sư phụ, dưới ánh trăng, sư phụ chậm rãi thốt ra bốn chữ, âm dương luân hồi, kỳ thật lão bà mà ngươi gặp trước đó, chính là sản vật của âm dương luân hồi, người thường sau khi chết, đều sẽ đầu thai chuyển thế. Mà những người còn lưu lại chấp niệm, sẽ biến thành tình trạng của lão bà kia, hồ ba nhị nghe xong liền hiểu ra, cực đầu, sư phụ, ta hiểu rồi, cũng là sau này không đi tu hành nữa, hồ ba nhị mới biết được, kỳ thật lão bà kia, đã không còn thuộc về phạm trù của phàm giới nữa, người thường căn bản không thể đối phó được từ hôm đó trở đi hồ ba nhị bắt đầu dồn tâm sức vào nhân quả cùng âm dương luân hồi chi đạo không biết có phải vì tu luyện âm dương luân hồi chi đạo hay không hồ ba nhị sau đó ra ngoài luôn gặp phải những thứ kỳ quái hai ba năm sau đó hồ ba nhị có thể nói là sống rất phong phú càng tiếp xúc nhiều hồ ba nhị cũng không còn sợ hãi những thứ đó nữa gặp phải ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường dù sao đối với hắn về sau những thứ này đối phó thật sự không khó. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, căn bản không cần phải trả giá gì cả liền giải quyết được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 5 năm trôi qua kể từ ngày Hồ Ba Nhị bái sư. Bản lĩnh của Hồ Ba Nhị càng học càng lợi hại, đồng thời, sư phụ trong cũng càng thêm già yếu. Hôm nay, sư phụ bệnh nặng, nằm trên giường nói với Hồ Ba Nhị, đệ tử, sư phụ cảm thấy sắp không xong rồi, Hồ Ba Nhị cả người ngây dại, tuy rằng đã sớm tưởng tượng đến ngày này, cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng khi khoảnh khắc này đến hồ ba nhị vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn lại khó thở từ khi không nhà không cửa đến khi bái sư phụ hắn đã coi nơi này là nhà coi sư phụ như cha mẹ tái sinh mà bây giờ dường như trụ cột trong nhà sắp đổ hắn hồ ba nhị lại sẽ trở nên giống như trước kia lang thang khắp thế gian không nhà để về nước mắt không kìm được tuôn ra hồ ba nhị giơ tay áo lên lau một cái sư phụ người đừng nói bậy, sư phụ không nói gì, rung rẩy lấy từ dưới gối ra một tấm thiếp vàng. Đây là đồ sư phụ của ta, cũng chính là sư tổ của ngươi để lại, ngươi phải học tập cho tốt, cố gắng sớm ngày đạt đến cảnh giới đạo sư. Hồ Ba Nhị biết tất cả đã an bài, lệ nhãn mông lung tiếp nhận kim sắc tự thiếp. Đạo sư, sư phụ người quá coi trọng ta, đạo sư, đó chính là tồn tại đỉnh cấp của phàm giới, sư phụ dường như cũng. Chưa đạt đến cảnh giới đó, nếu không bên ngoài cũng sẽ không chỉ xưng hô sư phụ là thiên sư. Vì tò mò, Hồ Ba Nhị cúi đầu nhìn thoáng qua kim sắc tự thiếp, chỉ thấy trên đó viết, thập lục tự phong thủy bí thuật, đợi ngẩng đầu lên, Hồ Ba Nhị phát hiện sư phụ đã không còn hơi thở. Trong nháy mắt, Hồ Ba Nhị ngây người, nước mắt lã chả rơi xuống, úp mặt vào thi thể sư phụ khóc ròng rất lâu. Sau đó, khóc mệt Hồ Ba Nhị liền nằm sấp trên thi thể sư phụ ngủ thiếp đi. Mãi cho đến ngày hôm sau, mới thông báo cho người trong thôn đến giúp đỡ, lo liệu tang sự, xem xét địa điểm an táng hồ ba nhị cũng không cố ý tìm cho sư phụ huyệt đất nào nghịch thiên cũng cảm thấy không cần thiết sư phụ cả đời vất vả hắn không muốn sau khi sư phụ mất đi còn mong ngài tiếp tục phù hộ mình cuối cùng tùy tiện tìm một mảnh đất thuận phong thuận thủy liền an táng về sau hồ ba nhị vốn định tiếp tục ở lại trong thôn làm nghề cũ nhưng không ngờ thế giới bên ngoài đột nhiên đại loạn ngay cả trong thôn cũng bị ảnh hưởng phần lớn dân làng đều chạy nạn hồ ba nhị đương nhiên cũng đi theo bản lĩnh lớn đến đâu hắn cũng chỉ là một phàm nhân trên đường chạy nạn túi của hồ ba nhị bị trộm mất bên trong là tất cả tiền tài sư phụ để lại cho hắn cùng với tất cả tích lũy hắn kiếm được trong những năm qua may mắn là kim sắc tự thiếp sư phụ để lại hắn rất coi trọng nên cất giữ bên mình mới tránh được một kiếp tuy nhiên hồ ba nhị cũng vì thế mà trở thành kẻ trắng tay trên đường đi sau đó thường xuyên chịu đói cả người gầy đi một vòng cho đến một ngày hồ ba nhị cùng những người tị nạn đi đến một dãy núi do thói quen nghề nghiệp hồ ba nhị nhìn sơ qua địa thế núi non liền biết nơi nào có khả năng tồn tại mộ địa lúc này hồ ba nhị đã đói đến mức bụng dính vào lưng hắn nhớ lại trước kia khi giúp người ta an táng gia chủ thường đặt rất nhiều vật phẩm quý giá vào chôn theo nếu có thể lấy những đồ tùy tán quý giá đó ra đổi lấy chút đồ ăn hẳn là có thể giải quyết tình thế cấp bách hiện tại dưới sự thúc đẩy của cơn đói con người sẽ làm ra rất nhiều chuyện trái với lẽ thường cơn đói có thể khiến tất cả mọi người phát cùng có thể khiến tất cả mọi người tràn đầy động lực vì vậy hồ ba nhị bất tri bất giác rời khỏi đoàn người tị nạn đi vào địa thế đã xem xét trước đó đến nơi điều khiến hồ ba nhị kinh hỉ chính là nơi đây lại có một ngôi mộ lớn hắn đã lấy ra được rất nhiều vật phẩm có giá trị từ trong đó đương nhiên vì không thể lấy nhiều hắn chỉ có thể chọn những thứ nhỏ nhắn, tinh xảo và giá trị. Tuy nhiên, sau khi ra ngoài, Hồ Ba Nhị cũng không thể đuổi kịp đoàn người tị nạn, chỉ có thể một mình đi, đi đến đâu tính đến đó. May mắn thay, trời không tuyệt đường người, ngay lúc Hồ Ba Nhị sắp không chịu nổi nữa, hắn nhìn thấy một thị trấn. Vào trong, Hồ Ba Nhị vội vàng đổi những thứ đó thành tiền, mua đồ ăn, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, do chiến loạn vẫn tiếp diễn, một thân bản lĩnh mà hồ ba nhị học được trước kia đều không có tác dụng gì, nên hắn chỉ có thể làm theo cách cũ, tiếp tục làm công việc, bốc mộ, để duy trì cuộc sống. Về sau, do hắn làm việc này quá thường xuyên, dần dần bị người ta phát hiện, sau đó có người vì sinh kế, cũng đi theo hắn làm. Dần dần, gây dựng được danh tiếng ở vùng này, Hồ Ba Nhị cũng được người trong giới gọi là bát gia. Đồng thời cũng có môn phái riêng, bởi vì hắn là người chạy nạn từ phương nam đến nên tự xưng là nam phái cứ như vậy thời gian trôi qua hai năm thiên hạ cũng khôi phục thái bình như trước nhưng hồ ba nhị đã không thể quay đầu lại không thể làm nghề cũ nữa bởi vì bây giờ nghề này cho quá nhiều lại còn nhàn hạ dù sao hiện tại có nhiều người đi theo hồ ba nhị như vậy hắn chỉ cần chỉ điểm những việc khác giao cho người bên dưới làm thật sự là quá nhàn nhã cho đến một ngày có một nhóm người thần bí tìm đến hồ ba nhị mời hắn đi xem giúp một lối vào mộ huyệt trả giá rất cao cao đến mức khó tin loại mà hồ ba nhị không thể từ chối cuối cùng hồ ba nhị đi theo cũng không mang theo người của mình bởi vì đối phương nói không được đến nơi hồ ba nhị phát hiện huyệt vị ở đây khác với những gì hắn từng thấy và học được trước đây là một loại mạch lạc hoàn toàn mới rất đặc thù lúc đầu hồ ba nhị không hiểu còn bị đám người kia chế nhạo cho rằng đã chọn sai người sau đó hồ ba nhị tức giận liền lấy kim sắc tự thiếp sư phụ để lại ra xem kết hợp với kiến thức bên trong rồi hồ ba nhị liền hiểu ra không phải loại mạch lạc này hiếm gặp mà là học thức của hắn chưa đủ đây là mạch lạc của một cảnh giới khác cũng chính là mạch lạc của tầng thứ đại thiên sư trở lên trên cả thiên sư sau đó nhờ sự trợ giúp của kim sắc tự thiếp hồ ba nhị cuối cùng đã dẫn đám người kia tìm được cửa huyệt và trực tiếp mở lối vào bên trong vào bên trong mới phát hiện bên trong quá lớn giống như một mê cung khổng lồ hơn nữa càng đi sâu vào trong còn xuất hiện một số quái vật và quỷ quái đáng sợ khiến đám người kia tổn thất nặng nề cũng lúc này hồ ba nhị mới phát hiện đám người này dường như không phải là phàm nhân như hắn tưởng tượng thủ đoạn mà bọn họ dùng để đối phó với những quỷ quái đó trên đường đi căn bản không phải là thứ mà phàm nhân có thể sở hữu hồ ba nhị coi như đã hiểu ra đám người này hẳn là tu tiên giả trong truyền thuyết ngôi mộ này căn bản chính là mộ huyệt do một tu tiên giả để lại càng đi sâu vào trong đám người kia tổn thất nặng nề liền nảy ra ý định rời đi tuy nhiên bọn họ rõ ràng là nghĩ quá nhiều bởi vì đã lạc đường căn bản không tìm được đường quay lại đi loanh quanh khắp nơi cuối cùng tất cả đều chết hết chỉ còn lại một mình hồ ba nhị mà lúc này Hồ Ba Nhị mới thể hiện ra bản lĩnh độc nhất vô nhị của bản thân, không sợ quỷ quái. Đúng vậy, hắn đã luyện được bản lĩnh không sợ quỷ quái trong thời gian theo sư phụ, sở dĩ vẫn luôn che giấu là vì sợ những người này sau khi tìm được đồ sẽ giết hắn diệt khẩu. Vì vậy, hắn muốn mượn những quỷ quái này để tiêu hao thực lực của bọn họ, ai ngờ những người này lại không chịu nổi một kích, trực tiếp bị tiêu diệt toàn bộ. Mà bởi vì những quỷ quái đó đều không dám đến gần Hồ Ba Nhị, nên Hồ Ba Nhị ngược lại lại không hề hấn gì không còn những người đó, Hồ Ba Nhị liền nhẹ nhàng hơn nhiều, trực tiếp lấy la bàn ra, bài toán lạc đường lập tức được giải quyết. Một đường thông suốt, đi đến chủ mộ thất, lấy được đồ vật bên trong. So với mộ của phàm nhân, đồ vật bên trong mộ của tu tiên giả này lại rất ít. Chỉ có một cái túi trữ vật, một quyển công pháp, một ít linh thạch. Hồ Ba Nhị trực tiếp tu luyện trong mộ đến luyện khí tầng 3, sau khi tiêu hao hết số linh thạch đó mới ra ngoài. Trở lại thị trấn hồ ba nhị đương nhiên phải điều tra lai lịch của đám người kia sau khi điều tra phát hiện những người này ban đầu là đi tìm sư phụ kết quả phát hiện sư phụ đã quy tiên sau đó mới lần theo dấu vết đến đây tìm hồ ba nhị cũng chính vì vậy mới có những chuyện xảy ra sau đó lúc đó hồ ba nhị không khỏi nghĩ tất cả những điều này có phải là sự sắp đặt của sư phụ trước khi lâm chung mục đích chính là để hắn thuận lợi bước vào con đường tu hành nhưng rồi ý nghĩ này lại bị hồ ba nhị bác bỏ bởi vì trong ấn tượng của hắn sư phụ vẫn luôn chỉ là một người phàm ngay cả khi là đại thiên sư thì cũng vẫn là phàm nhân về sau hồ ba nhị không còn lui tới những lăng mộ tầm thường nữa mà chuyên tâm tìm kiếm những di tích do tu tiên giả để lại chính là vì linh thạch hay linh dược còn sót lại trong đó cứ như vậy hai trăm năm thoi đưa hồ ba nhị thuận lợi đạt đến trúc cơ đỉnh phong 200 năm mới đạt tới trúc cơ đỉnh phong, không phải do hắn tu luyện chậm chạp, mà là do hắn vẫn luôn dựa vào tài nguyên trong các lăng mộ để tu luyện, mà tài nguyên trong đó lại chẳng nhiều nhặn gì, có những nơi thậm chí chẳng còn sót lại chút gì. Hơn nữa, cũng bởi vì nghề nghiệp đặc thù, hắn không quen biết bất kỳ tu sĩ nào khác, cho nên tài nguyên luôn khan hiếm, việc tu hành cũng vì thế mà trì trệ. Lần này, Hồ Ba Nhị phát hiện ra một ngôi mộ khiến hắn vô cùng chú ý, đó là địa cung của bàn Vũ Đế, vị hoàng đế khai quốc của bàn quốc năm xưa. Phải biết rằng, trong thời kỳ đó, bàn quốc vô cùng hưng thịnh, thịnh thế phồn hoa, trực trở huy hoàng. Bàn Vũ Đế, vị hoàng đế khai quốc, là một nhân vật huyền thoại, trong dân gian lưu truyền vô số câu chuyện truyền thuyết về ngài, chỉ cần nghe qua thôi, cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến những linh khí hay trọng bảo mà ngài sở hữu mà giờ đây, bàn quốc đang trên đà suy vong, địa cung cũng không còn ai canh giữ. Vì vậy, chọn một thời điểm thích hợp, Hồ Ba Nhị liền động thủ khai cuộc địa cung của bàn vũ đế, tiến vào bên trong. Nhưng không ngờ, tại nơi đó, hắn lại nhìn thấy một mảnh giấy do sư phụ để lại. Cũng chính từ lúc đó, hắn mới biết sư phụ giả chết, và rất nhiều chuyện, phần lớn đều là do sư phụ sắp đặt từ trước. Nhờ vậy, Hồ Ba Nhị cũng nhớ tới Đại sư Huynh Diệp Phàm bèn lặng lội tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được huynh ấy và đi theo cho đến tận bây giờ những chuyện sau đó ông bình sinh và triệu tử giang đại khái đều đã biết nên không hỏi han thêm nữa các ngươi nghĩ xem việc nghị sư huynh gặp được nhóm tu sĩ kia có phải là do sư phụ an bài từ trước hay không ông bình sinh đột nhiên lên tiếng hỏi hồ ba nhị đáp trước kia ta nghĩ không phải nhưng giờ ngẫm lại e rằng không thể thoát khỏi liên quan ông bình sinh nói giờ ta nhớ lại chuyện ta bước vào con đường tu hành cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ gộp lại mà suy xét ta nghĩ phần lớn cũng có bàn tay của sư phụ sư đệ vào giới tu hành như thế nào hồ ba nhị vội vàng hỏi ông bình sinh chìm vào hồi ức năm đó khi ta còn làm thừa tướng có một người ăn mày bỗng nhiên tìm đến nói là sư phụ năm xưa đã cứu mạng hắn nhưng sư phụ đã qua đời không thể báo đáp nên đành báo đáp ta người đệ tử duy nhất của người hắn bèn đưa cho ta một quyển bí tịch tu tiên hồ ba nhị và triệu tử gia nghe xong đều sững sờ chuyện này thật quá trùng hợp nói không phải do sư phụ sắp đặt bọn họ cũng chẳng tin lúc đó ta cũng nghi ngờ nhưng các ngươi thử nghĩ xem sư phụ chỉ là một phàm nhân lúc đó ta đã tận tay chôn cất người làm sao có thể là do người sắp đặt được vì vậy ta đã không nghĩ theo hướng đó nhưng giờ nghĩ lại chắc chắn là sư phụ an bài rồi ôn bình sinh bổ sung tam sư đệ đến lượt ngươi kể xem ngươi gặp sư phụ như thế nào hồ ba nhị vội vàng hỏi ung bình sinh gật đầu chậm rãi kể năm đó ta chỉ là một đứa trẻ chăn trâu đợi ôn bình sinh kể xong hồ ba nhị không khỏi thở dài có những người một khi bỏ lỡ sẽ chẳng còn gặp lại nữa ung bình sinh lại khẽ lắc đầu không nàng ấy vẫn còn đó vì đã tìm được sư phụ ta đã quyết định khi nàng ấy luôn hồi đủ 18 tuổi Ta sẽ đi tìm nàng." Hồ Ba Nhị nhất thời cứng họng, bởi vì hắn tính toán, nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn mình hắn lẻ loi. Triệu Tử Giang vỗ vai Hồ Ba Nhị, an ủi, "Nhị sư huynh, đừng buồn." Nghe Triệu Tử Giang an ủi, tâm trạng Hồ Ba Nhị cũng khá hơn, vẫn là tứ sư đệ tốt, luôn cùng ta chịu cảnh cô đơn. Triệu Tử Giang lại lắc đầu, "Không, mấy hôm trước, đồ đệ của ta cũng chính là sư điệt của ngươi, đã giới thiệu cho ta một vị nữ tướng quân, đúng là mẫu người ta thích." lần này trở về, ta đã quyết tâm sẽ thổ lộ tâm ý với nàng. Nghe xong, Hồ Ba Nhị lại cảm thấy chán nản. Thôi, ngươi đừng an ủi ta nữa, kể chuyện ngươi gặp sư phụ đi, triệu tử giang gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi cất lời. Năm đó, nhà đông con, chỉ riêng đệ đệ muội muội của triệu tử giang đã có 9 người, cộng thêm triệu tử giang, cha mẹ và ông bà, tổng cộng 14 miệng ăn. Lương thực trong nhà thường xuyên không đủ, mà triệu tử giang lại là con trưởng, phải nhường nhịn các em nên thường xuyên bữa đói bữa no một ngày chỉ được ăn một bữa là chuyện thường mà một ngày dài đằng đẵng bữa cơm duy nhất đó cũng chẳng đủ no cuối cùng triệu tử giang không thể chịu đựng nổi cơn đói hành hạ hà bèn nghĩ đến chuyện gia nhập quân đội tuy rằng tòng quân vất vả thời loạn lạc lại càng nguy hiểm nhưng so với cơn đói triền miên không dứt triệu tử giang vẫn quyết tâm ra đi nhưng khi đến doanh trại triệu tử giang mới nhận ra nơi này không hề tốt đẹp như hắn tưởng bởi vì mỗi ngày, cơm canh của hắn đều bị đám lính cũ cướp mất, vẫn như cũ, chỉ có một bữa ăn mỗi ngày. Hơn nữa, ở đây, ngày nào hắn cũng phải trải qua huấn luyện cực kỳ gian khổ, thân thể vốn đã suy nhược lại càng thêm tiều tụy. Chưa đầy nửa tháng sau khi nhập ngũ, Triệu Tử Giang đã bị hành hạ đến xanh sao vàng vọt, suy nhược vô cùng. Nhưng hắn chẳng biết làm gì, ban đầu hắn cũng đã cố gắng phản kháng, nhưng kết cục là bị đánh cho một trận như tử. Giờ đây, những vết thương cũ trên người hắn vẫn chưa lành hẳn, ngày nào cũng âm ỉ đau nhất. Hắn cũng đã báo cáo tình hình lên cấp trên, nhưng chẳng ai đoái hoài tới hắn. Vì vậy, trong lòng triệu tử giang lúc này chỉ còn lại tuyệt vọng, ánh mắt u ám, không còn chút hy vọng nào. Tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến một tháng sau. Triệu tử giang đã toàn thân vô lực, bước đi loạn choạng, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, kiên trì luyện tập mỗi ngày. Cho đến hôm nay, trong doanh trại bỗng xuất hiện một người một thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ trắng trẻo thư sinh người nọ đến liền chọn ra một nhóm người đi theo triệu tử giang may mắn được chọn sau này hắn mới biết người nọ chỉ chọn những ai không có lai lịch chỗ dựa mà cái gọi là may mắn của triệu tử giang kỳ thực chỉ là do hắn không có bối cảnh vừa vặn được chọn mà thôi ngay sau đó nhóm người được chọn này được điều động đến một khu rừng rậm núi sâu để tiến hành huấn luyện khắc nghiệt hơn tuy nhiên triệu tử giang lại rất thích nơi này bởi vì ở đây không ai cướp cơm của hắn nữa hắn được ăn no ba bữa mỗi ngày bởi vì tất cả đều là những người không có bối cảnh nên những người đến đây đều có chung suy nghĩ với triệu tử giang vì vậy trong quá trình huấn luyện không ai lười biếng ai nấy đều vô cùng chăm chỉ hơn nữa về sau triệu tử giang còn phát hiện ra phương pháp huấn luyện ở đây rất đặc biệt hoàn toàn khác biệt với huấn luyện ở doanh trại trước đó ở đây Ngoài việc rèn luyện thể lực cơ bản, còn thường xuyên phải luyện tập leo cây, ngụy trang, bắn cung, cận chiến, dường như muốn huấn luyện bọn họ thành một đội quân đặc biệt. Triệu Tử Giang cảm thấy đây là một cơ hội, vì vậy càng thêm chuyên tâm khổ luyện. Dần dần, nhờ sự thể hiện xuất sắc, Triệu Tử Giang được đề bạt làm đội trưởng. Hắn cũng được vị thanh niên lúc ban đầu triệu kiến. Thanh niên này chính là sư phụ sau này của Triệu Tử Giang, Giang Tuyền, hóa danh Lý Tiểu Long. Đó là lần đầu tiên Triệu Tử Giang nói chuyện riêng với sư phụ Giang Tuyền. Ta tên Lý Tiểu Long, sau này ngươi có thể gọi ta là Lý Đô Ý, từ nay về sau, ngươi sẽ là thành viên nòng cốt của tim đao doanh chúng ta. Lời nói của sư phụ Giang Tuyền khiến Triệu Tử Giang vô cùng kích động, cuối cùng cũng ngóc đầu lên được, cuối cùng cũng không còn là kẻ tép triêu nữa. Sau đó, Triệu Tử Giang cũng được gặp những thành viên nòng cốt khác, cũng từ miệng bọn họ Triệu Tử Giang biết được một số thông tin về vị sư phụ Giang Tuyền này. Đây là một nhân vật huyền thoại, nhập ngũ hai năm trước. Sau khi vào quân doanh, trực tiếp khiêu chiến tất cả lão binh, bất kể là bắn cung, xung phong trận, dụng binh mưu lược, hay cận chiến gì đó, hắn đều không từ chối, toàn bộ đều chiến thắng. Sau đó trực tiếp được đặt cách đề bạc, và tạm thời điều động ra tiền tuyến. Việc này vốn là cấp trên thấy hắn quá ngông cuồng, muốn đưa hắn ra tiền tuyến chịu chết nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sau khi Giang Tuyền đến tiền tuyến, trước tiên được đặt cách đề bạc làm đội trưởng tiêm đao đội, sau đó hắn dẫn dắt đội nhân mã đó, trực tiếp xông vào phục địa địch, phục kích đội ngũ tiếp tế của địch, liên tiếp chặn đứng ba lần vận lương của đối phương. Về sau càng mai phục tập kích đại quân địch đến vây quét, dùng 10 người phục kích nghìn quân địch. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng vô cùng thảm trọng, 10 người của tiêm đao đội, cuối cùng chỉ có đội trưởng Giang Tuyền và một thành viên trở về. Thành viên đó cũng vì vậy mà mất đi một cánh tay. Sau khi trở về liền giải ngũ. Còn Giang Tuyền sau khi trở về trực tiếp được đặt cách đề bạc làm đô úy và được giao trọng trách huấn luyện team Đao Doanh. cố gắng lên. Theo đô úy tiền đồ chắc chắn vô lượng. Một thành viên nòng cốt có chút thâm niên nói với Triệu Tử Giang bằng giọng đầy ý nghĩa. hắn là người quen biết Giang Tuyền sau khi Giang Tuyền trở về trong lúc đi thăm hỏi gia đình những người đồng đội hy sinh. Hắn cũng là đệ đệ của vị chiến hữu đã hy sinh của Lý Đô Ý, sau khi quen biết Giang Tuyền, kiên quyết đi theo hắn, cũng coi như là người có thâm niên nhất ở đây. Một lão thành viên khác gật đầu tán thành, mọi người sau này không cần phải lo lắng gì cả, cho dù chúng ta hy sinh trên chiến trường, Giang Tuyền cũng sẽ thay chúng ta chăm sóc người nhà. Những người có mặt đồng thời gật đầu, bọn họ đều không phải là con trai duy nhất trong nhà, nếu là con trai độc nhất, Giang Tuyền cũng sẽ không nhận, vì vậy vừa nghe nói người nhà sẽ có người chăm sóc, cũng không còn lo lắng gì nữa. Triệu tử Giang nghe mà lòng trào dân cảm xúc, trong lòng ngưỡng mộ. Thời gian huấn luyện trôi qua rất nhanh, Thắt cái đã một tháng trôi qua. Hôm nay, toàn bộ tiêm đao doanh đột nhiên nhận được mệnh lệnh, toàn quân xuất phát. Tuy Triệu tử Giang đã là thành viên nòng cốt, nhưng cũng không biết cụ thể đi đâu, chỉ biết tuân lệnh hành sự. Khoảng thời gian này, triệu tử giang trông có vẻ cường tráng hơn cũng tinh thần hơn so với ở quân doanh trước đó cuộc sống ở đây thoải mái hơn nhiều tim đao doanh này mới chính là nơi hắn hằng mơ ước tuy nhiên gần đây trong quân doanh không biết từ lúc nào lại xuất hiện một tin đồn nói rằng tim đao doanh là doanh nguy hiểm nhất còn được gọi là doanh pháo hôi đều đồn đại doanh này được lập ra để chịu chết nhưng triệu tử giang không hề sợ hãi hắn đã rất hài lòng với hiện tại không chỉ không phải chịu đói nữa, còn trở thành đội trưởng. Tim đao doanh đến tiền tuyến, trực tiếp ngụy trang ẩn náu trong rừng núi. Gần một năm huấn luyện, đã khiến tim đao doanh quen thuộc với hoàn cảnh rừng núi, vì vậy sự thay đổi môi trường này không hề làm giảm tốc độ hành quân. Giang Tuyền dẫn đầu đi phía trước, tốc độ không hề chậm hơn bọn họ bao nhiêu, thậm chí còn linh hoạt hơn. Cứ như vậy, đi bộ nửa tháng, tim đao doanh đến một nơi hiểm yếu mai phục. Một canh giờ sau, mệnh lệnh của Giang Tuyền truyền đến, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu, tin tức vừa truyền đến không lâu, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó một đoàn quân vài trăm người tiến đến đây. Theo tiếng hô của Giang Tuyền, những tảng đá khổng lồ được ném xuống, đập cho quân địch tan tác, hỗn loạn. Sau khi ném hết đá lớn, đại quân xông ra, tiến hành vây quét cuối cùng, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ đối phương. Trận chiến vừa kết thúc, tim đao doanh liền xuất phát, không rõ đi về đâu. Trong tay Triệu Tử Giang vẫn còn cầm một số chiến lợi phẩm thu được, trong lòng vô cùng kích động, cảm xúc dân trào. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn kể từ khi nhập ngũ, không những không khiến hắn sinh ra bất kỳ cảm giác sợ hãi nào, ngược lại còn cho hắn một cảm giác khác biệt, hắn rất thích cảm giác này. Sau đó, tim đao doanh lại lần lượt tập kích vài kho lương thảo của địch. Ở hậu phương địch quấy rối khắp nơi, khiến quân địch một phen rối ren nhờ sự quấy rối của tim đao doanh tiền tuyến giành được thắng lợi chưa từng có cuối cùng trực tiếp đánh thẳng một mạch hội quân với tim đao doanh tại thủ đô của nước địch chuẩn bị tiến hành trận công thành cuối cùng trước khi khai chiến tất cả thành viên tim đao doanh được tập hợp lại nhìn gian tuyền đứng ở phía trước chỉ trong vài ngày tới chúng ta sẽ bắt đầu công thành tim đao doanh chúng ta chắc chắn sẽ là những người xung phong hãm trận đầu tiên nói cho ta biết các ngươi có sợ không giọng nói của Giang Tuyền rất hùng hậu, vang vọng thắp tim đao doanh. Những thắng lợi trong thời gian qua đã khiến toàn bộ tim đao doanh sĩ khí tăng cao, đều tràn đầy tự tin, lúc này nghe được lời của Giang Tuyền, đồng thời đồng thanh hô lớn, bẩm đô ý, chúng ta không sợ, Giang Tuyền gật đầu, tốt. Nói xong, xoay người chỉ vào một đống lớn rương phía sau, ta đã chuẩn bị sẵn trang bị mới cho chư vị, mọi người sau khi lấy về đều thay vào, chuẩn bị cho trận công thành sắp tới, toàn thể nghe lệnh đến nhận trang bị mọi người lần lượt tiến lên nhận trang bị một cách trật tự triệu tử giang đương nhiên cũng nhận được trang bị dành riêng cho mình đó là một bộ khải giáp màu xanh lá cây đậm trông có vẻ kỳ quái nhưng triệu tử giang lại rất thích một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời ngoài ra còn có một thanh đại đao sáng loáng nhìn thì nặng cầm trên tay lại nhẹ tên rất vừa tay mới ba ngày trôi qua bên này đã phát động trận công thành Tiêm đao doanh dưới sự dẫn dắt của Lý Đô Ý xông thẳng về phía cổng thành. Phía sau, binh lính bình thường đẩy thang công thành, đi theo sau, khí thế hào hùng, cảnh tượng hùng vĩ. Đừng quan tâm đến thang công thành, theo ta xông thẳng vào cổng thành. Giọng nói của Giang Tuyền truyền rõ ràng vào tai từng binh sĩ tiêm đao doanh. Dưới sự dẫn dắt của Giang Tuyền, tiêm đao doanh xông đến trước cổng thành, dơ đại đao chém thẳng vào cổng thành. Khiến mọi người bất ngờ chính là cánh cổng thành bằng gỗ chắc chắn vốn kiên cố, trước đại đao của Giang Tuyền, lại không chịu nổi một đòn, chỉ một đao đã chém ra một lỗ hổng lớn. Những binh sĩ khác của tiêm đao doanh vừa khiếp sợ vừa lập tức có thêm tự tin, cùng nhau xông lên dơ đại đao chém xuống. Mấy đao xuống, thành môn tan tành, tiêm đao doanh dưới sự dẫn dắt của Giang Tuyền trong nháy mắt đã xông đến cửa nội thành. Lại thêm vài đao, cửa nội thành cũng bị phá vỡ, đại quân lập tức thế như trẻ tre, nối đuôi nhau tiến vào. Giang Tuyền một ngựa đi đầu, dẫn Tiêm Đao Doanh xông thẳng vào quân địch trong thành. Trận này, đại thắng, Tiêm Đao Doanh chỉ tổn thất năm binh sĩ, binh sĩ bình thường tổn thất hơn ngàn người. Đối với công thành chiến mà nói, tổn thất như vậy kỳ thực có thể nói là không đáng kể. Nguyên nhân Tiêm Đao Doanh tổn thất ít như vậy, mọi người đều biết là do Khải Giáp mà Lý Đô Ý phát mấy hôm trước. Rất nhiều lần, lẽ ra phải chịu thương tích chí mạng, lại được khải giáp kia ngăn cản, kể cả triệu tử giang cũng vậy. Trải qua lần này, mọi người đều hiểu rõ, khải giáp này không tầm thường, đao kia cũng phi phàm, nên vô cùng trân quý. Lần này vốn là tiêm đao doanh lập công đầu, nhưng khi luận công ban thưởng, phần thưởng của bọn họ lại rất ít ỏi, công lao toàn bộ đều được chia cho những binh sĩ đẩy thang công thành, phá cửa thành. Điều này khiến tiêm đao doanh bất bình, rất nhiều người còn tìm gian tuyền phản ánh việc này. Tuy nhiên, Giang Tuyền không hề đáp lại, chỉ bảo bọn họ chờ đợi, hắn tự có kế hoạch. Mọi người hiện tại đã vô điều kiện tín nhiệm Giang Tuyền, nên không còn oán trách nữa. Đại thắng trở về, mọi người được nghỉ phép nửa tháng, trở về nhà thăm người thân. Triệu tử Giang đương nhiên cũng trở về, sau đó mới biết được, từ khi hắn gia nhập tim đao doanh, Giang Tuyền vẫn luôn phái người đưa tiền đến nhà hắn, nên cuộc sống của người nhà trong khoảng thời gian này rất tốt. Những ngày tiếp theo, Tiêm đao doanh liên tục thần xuất quỹ một trong các trận chiến Bách chiến bách thắng Đánh cho các nước địch kinh hồn bạc vía Tuy nhiên Tiêm đao doanh cũng trong những trận chiến này Số thành viên ngày càng ít đi Cũng không bổ sung thêm thành viên mới Nhưng những người còn sống sót Đều là tinh anh cốt cán Bỗng nhiên một ngày Giang tuyền tập hợp tất cả thành viên còn lại Khẽ nói Ta đã đưa người nhà của các ngươi đến nơi an toàn Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn Thứ nhất Đoàn tụ với người nhà cùng bọn họ cao bay xa chạy thứ hai theo ta đầu quân cho nước địch người nhà của các ngươi cũng sẽ đi theo chúng ta việc này ta đã lên kế hoạch từ lâu sau khi sang đó ta sẽ trực tiếp được thăng làm trấn quốc đại tướng quân các ngươi cũng sẽ trở thành tướng lĩnh cao cấp trong quân đội đám người bên dưới nghe xong liền do dự thật ra bán đứng quốc gia dù ở thời điểm nào cũng không phải là chuyện vẽ vang gì nhưng nếu không đi bọn họ sau này sẽ giống như chó nhà có tang chạy trốn khắp nơi thiên hạ rộng lớn lại không có chỗ dung thân trong lúc mọi người còn do dự gian tuyền lại lên tiếng lần này là lý mổ ta xin lỗi mọi người nhưng kỳ thực các ngươi cũng biết ở lại đây tiền đồ mờ mịt chúng ta vẫn luôn bị coi như pháo hôi công lao đạt được lại bị cướp đoạt hết đối với ta mà nói những công lao này không đáng là gì có cũng vô dụng nhưng ta cần phải nghĩ cho các ngươi nghĩ cho người nhà của các ngươi nghĩ cho người nhà của những chiến hữu đã hy sinh lúc này Triệu Tử Giang đột nhiên đứng dậy, "Ta nguyện thề chết." Đi theo đô ý, những người khác cũng không còn do dự nữa, đồng loạt đứng dậy, "Thề chết đi theo đô ý." Giang Tuyền nhìn bọn họ, khẽ gật đầu, "Tốt, theo ta xuất phát." Sau đó, đại quân lặng lẽ biến mất trong rừng núi. Đợi mọi người cùng người nhà hội hợp, cùng nhau tiến vào nước địch. Đối phương cũng không tuyên dương quá nhiều về sự xuất hiện của bọn họ, tuy rằng đối với nước địch mà nói đây là chuyện tốt nhưng đối với triệu tử giang bọn họ, chuyện này không hề vẻ vang, nên không tuyên truyền rầm rộ. Ngay sau đó, Giang Tuyền nhậm chức, giữ chức trấn quốc đại tướng quân, thành viên tiêm đao doanh cũng đều giữ chức vụ quan trọng. Quốc gia này tuy quốc lực không bằng quốc gia trước kia, nhưng may mắn là hoàng đế sáng suốt, cũng dành cho bọn họ sự tôn trọng xứng đáng. Thời gian tiếp theo, dưới sự lãnh đạo của Giang Tuyền, đại quân bách chiến bách thắng, chỉ trong vòng 5 năm, đã công chiếm 3 quốc gia. Vào năm thứ sáu, đại quân gặp phải đại chiến chưa từng có, tuy cuối cùng giành chiến thắng, nhưng tổn thất nặng nề, thành viên tiêm đao doanh nguyên gốc gần như toàn bộ hy sinh, cuối cùng chỉ còn lại một mình triệu tử giang. Cuối cùng, Giang Tuyền dẫn theo tàn binh bại tướng còn sót lại trở về kinh thành nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa trở về không lâu, Giang Tuyền liền gọi triệu tử giang đến. Tử giang, ngươi theo ta cũng gần 10 năm rồi phải không? Giang Tuyền nhìn triệu tử giang, khẽ thở dài. Nhớ lại năm đó, tim đau doanh nhiều binh sĩ như vậy, giờ chỉ còn lại một mình Triệu Tử Giang. Triệu Tử Giang, tướng quân. Ta, Triệu Tử Giang, theo ngài nhiều năm như vậy, không oán không hối, nói đến đây, địa vị của Triệu Tử Giang hiện tại cũng không tầm thường, địa vị của người nhà cũng theo đó mà tăng lên, cuộc sống bây giờ không phải là tốt bình thường. Triệu Tử Giang, ngươi có nguyện bái ta làm sư? Giang Tuyền đột nhiên lớn tiếng hỏi, giọng nói hùng hồn, như lúc đang huấn luyện trong quân rất ít khi nói đến chuyện bái sư, bình thường đều nói là học trò, truyền dạy bản lĩnh cũng dùng từ, điều giáo, để thay thế. Nhưng Triệu Tử Giang không dám chút do dự, lập tức quỳ xuống trước Giang Tuyền, sợ bỏ lỡ cơ hội này. Đệ tử bái kiến sư phụ, Giang Tuyền bước lên nhẹ nhàng đỡ Triệu Tử Giang dậy, được rồi, từ nay về sau, ta sẽ dạy ngươi binh pháp bày trận, đối với bản lĩnh của sư phụ Giang Tuyền, Triệu Tử Giang vô cùng cảm nhận và khâm phục. Nên vừa nghe Giang Tuyền muốn dạy hắn điều này, trong lòng hắn cũng vô cùng kích động. Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện về đại chiến vừa qua. Từ miệng sư phụ, Triệu Tử Giang được biết, đại chiến lần này, có người bên này dở trò, nên mới tổn thất nặng nề như vậy. Lần đầu tiên Triệu Tử Giang nghe được nguyên nhân này, cũng phẫn hận không thôi. Tử Giang, chúng ta là võ nhân, so với đám văn nhân mặt khách kia, về mưu trí vẫn kém một bậc, sau này nếu ta không còn nữa, ngươi phải cẩn thận bọn họ, lời dặn dò của sư phụ, giờ vẫn còn văn vẳng bên tai sau đó triệu tử giang lại theo sư phụ tham gia các trận chiến lớn nhỏ khác nhau tuy nhiên mỗi lần sắp xuất phát sư phụ giang tuyền đều chỉ kiếm vào đám văn thần ta không có thời gian dây dưa với các ngươi ở chỗ ta chỉ cần bắt được chứng cứ ta sẽ đích thân đến chém đầu cả nhà hắn những văn thần vốn vinh váo tự đắc nghe xong đều sợ hãi rụt về phía sau nhưng sau đó vẫn có một trận đại chiến xảy ra vấn đề cũng tra ra được là do thái sư dở trò Lần đó Giang Tuyền rất tức giận, trực tiếp dẫn theo Triệu Tử Giang cùng một đội nhân mã, nhanh chóng phi ngựa, bảy ngày liền đến Kinh Thành, để kiếm xong vào Thái Sư Phủ. Ngày hôm đó, máu chảy thành sông, huyết vụ che khuất ánh trăng. Thái Sư đầu tóc rối bù, bị áp giải quỳ trước cửa Thái Sư Phủ, mặt mày xám xịt, trong mắt tràn đầy hối hận. Ban đầu lão tưởng Giang Tuyền không dám, dù sao lão cũng là nhất quốc Thái Sư, nhưng lão rõ ràng đã đánh giá thấp gan dạ của Giang Tuyền, người ta căn bản không thèm chơi trò quanh co với lão, trực tiếp vác kiếm xông lên. Mà đối mặt với quân đội thủ thành của Kinh Đô, Giang Tuyền không hề e ngại, đứng dưới bầu trời đêm, nhìn thẳng vào bọn họ, khí thế không hề kém cạnh. Sau đó, hoàng đế được kinh động, liền đến đây. Giang Tuyền không hề nao núng, chấp tay hành lễ, tội thần Giang Tuyền, bái kiến bệ hạ, hoàng đế nhìn ngọn lửa bốc lên từ thái sư phủ, cùng vị thái sư đang quỳ gối trước cửa, cơn thịnh nộ dân trào nhưng thứ đón chào ngài lại là một chồng chứng cứ về việc thái sư gây khó dễ do binh sĩ dưới trướng gian tuyền trình lên hoàng đế xem từng tờ một tay càng lúc càng rung đây không phải giả mạo mà là bằng chứng xác thực cuối cùng hoàng đế cũng không nói được gì phải tay áo bỏ đi đối mặt với những bằng chứng này ngài không dám trách cứ gian tuyền nửa lời dù sao gian sơn của ngài vẫn đang trông cậy vào gian tuyền bảo vệ trải qua chuyện này các văn thần đều hiểu Giang Tuyền là một nhân vật khó lường, không dám manh động nữa, dù sao ngay cả thái sư mà hắn cũng không nể mặt, huống chi là bọn họ. Không còn sự can thiệp của đám người kia, chiến sự tiền tuyến cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều khiến triệu tử Giang nghi hoặc là, rất nhiều lần rõ ràng có thể toàn diệt địch quân, nhưng vào thời khắc mấu chốt, luôn xuất hiện những sự cố bất ngờ, khiến đối phương chạy thoát. Một hai lần thì không sao, Triệu Tử Giang còn cho là trùng hợp, nhưng liên tiếp 7-8 lần, điều này khiến hắn không hiểu nổi, bèn đến hỏi sư phụ Giang Tuyền. Nghe câu hỏi của Triệu Tử Giang, Giang Tuyền lắc đầu thở dài, Tử Giang à. Có vài chuyện, còn cần ta nói rõ ra sao? Triệu Tử Giang vẫn không hiểu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Giang Tuyền mới giải thích, chim bay hết, cung tốt cất đi, thỏ không chết, chó săn bị nấu. Chỉ khi chiến tranh liên miên, chúng ta mới luôn có ích, mới không bị trừ khử. Triệu tử gia nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng những sự cố trước đó lại là do đám văn thần dở trò. Giờ mới hiểu, tất cả đều là do sư phụ sắp đặt. Nếu có một ngày ta không còn nữa, ngươi cũng phải tiếp tục duy trì như vậy, như thế địa vị của ngươi mới vững vàng. Không có ta, ngươi về kinh sẽ không đấu lại đám văn thần đạo mạo kia đâu. Giang tuyền dặn dò. Triệu tử Giang đáp, sư phụ, người đừng nói gỡ, Người ít nhất còn đánh được 30 năm nữa, nhưng Giang Tuyền không hề vui vẻ vì lời nói của Triệu Tử Giang, ngược lại, sắc mặt u ám, lắc đầu không nói. Một năm sau, Triệu Tử Giang mới hiểu tại sao Giang Tuyền lại im lặng, bởi vì hắn bị triệu hồi về kinh. Chỉ một tháng sau, Triệu Tử Giang nhận được tin sư phụ Giang Tuyền qua đời. Tin này khiến hắn gần như phát điên, vội vàng chạy về kinh thành, nhưng cũng chỉ kịp nhìn mặt sư phụ lần cuối. Đêm đó, Triệu Tử Giang một mình rơi lệ đến tận canh khuya. Cuối cùng, có người giao lại di vật của Giang Tuyền cho Triệu Tử Giang. Mở bọc ra, bên trong là một tấm thiếp vàng và một bức thư tuyệt mệnh gửi cho Triệu Tử Giang. Bức thư không được niêm phong, rõ ràng đã bị người khác xem qua. Nghĩ kỹ, Triệu Tử Giang cũng hiểu, bức thư này không thể không bị người khác xem, sư phụ chắc chắn cũng đã nghĩ đến điều này nên mới không niêm phong. Tử Giang, khi ngươi nhìn thấy bức thư này, vi sư đã không còn trên đời nữa rồi. Đừng đau buồn vì ta, đừng thương tiếc vì ta, cũng đừng báo thù cho ta. Hãy trấn thủ biên cương, bảo vệ gia đình ngươi, đó mới là điều ngươi cần làm tiếp theo, người thường có thể không hiểu bức thư này, nhưng triệu tử giang lại hiểu rõ. Ý của sư phụ là, đừng đấu với đám văn thần, con không đấu lại bọn họ. Đánh trận không được nóng vội, hãy kiên trì trấn thủ biên cương, để chiến sự kéo dài, vừa giữ vững địa vị, vừa âm thầm tích lũy lực lượng thời gian sau đó triệu tử giang nghe theo lời sư phụ không nóng vội trấn giữ biên cương âm thầm tích lũy thực lực cuối cùng 5 năm sau triệu tử giang tìm được thời cơ thích hợp liền phát động chính biến đánh thẳng vào hoàng cung đoạt lấy ngôi báo sau khi mọi việc ổn định triệu tử giang liền lôi ra tất cả những kẻ đã hãm hại sư phụ giang tuyền rồi xử tử bọn chúng cuối cùng trong kho báo hoàng cung triệu tử giang tìm được một quyển công pháp tu tiên rồi bước chân vào con đường tu hành không ngờ tứ sư đệ lại từng làm hoàng đế hồ ba nhị không khỏi kinh ngạc thốt lên triệu tử giang xua tay làm hoàng đế nghe thì oai phong lắm nhưng thực ra rất chán hồ ba nhị nói hậu cung ba nghìn giai lệ mà còn chán sao triệu tử giang đáp cái này nhị sư huynh không hiểu rồi ba nghìn giai lệ kỳ thực đều là do đám văn thần nhét vào người nào người nấy xấu xí vô cùng ta chẳng có hứng thú gì cả. Hơn nữa, nói là ba nghìn giai lệ, nhưng thực tế chưa đến một trăm người, làm chưa được hai năm, ta đã thấy chán, bèn thoái vị, chuyên tâm tu tiên. Hồ Ba Nhị hỏi, không đến một trăm là bao nhiêu, triệu tử gian đáp, khoảng mười người. Ta tại vị không lâu. Hồ Ba Nhị cảm thán, không ngờ, tam sư đệ từng làm thừa tướng, tứ sư đệ lại từng làm hoàng đế, ôn bình sinh cười, đều là chuyện quá khứ rồi, Hồ Ba Nhị nói, đó là do hai người không muốn, nếu không, thập sư đệ nào dám không cho hai người chức cao, ông Bình Sinh và Triệu Tử Giang nhìn nhau cười, ông Bình Sinh chậm rãi nói, nhị sư huynh, làm những việc đó rất mệt mỏi, không hề oai phong như ngươi nghĩ đâu, thôi được rồi, ta thấy hai người đang ghen tị với ta. Không nói nữa, ta đi xem đại sư huynh thế nào rồi, nói xong, Hồ Ba Nhị liền đứng dậy bỏ đi. Vài ngày sau, hôn lễ của Diệp Phàm và Liễu Cẩm được cử hành tất cả các quan chức cấp cao của bàn quốc đều đến dự dù sao đây cũng là những người đã từng cùng dịp phàm chinh chiến tứ phương tất cả quan chức cấp cao đều đến các quan viên nhỏ hơn cũng theo đó mà đến nhậm lộ tuyền và lâm doãn đương nhiên cũng có mặt hai người đang ngồi ở một góc khuất lộ tuyền hôm nay là hôn lễ của ai vậy nơi ở hẻo lánh thế này mà sao nhiều quan chức cấp cao của bàn quốc đến dự thế lâm doãn không nhịn được hỏi nhậm lộ tuyền giải thích nghe nói là vị chiến thần năm xưa của bàn quốc hiện tại phần lớn các quan chức cấp cao của bàn quốc đều từng theo chân ngài ấy chinh chiến khắp nơi người từng được ca tụng là đệ nhất cường giả bàn quốc nhưng sau đó lại đột nhiên biến mất chắc là đến đây ẩn cư rồi ra vậy vậy chắc chắn ngài ấy là tu tiên giả rồi lâm doãn lại hỏi nhậm lộ tuyền gật đầu chắc chắn là tu tiên giả trước khi bàn quốc thành lập phải đối mặt với sự can thiệp của tất cả các tông môn tu tiên với tình hình lúc bấy giờ nếu không phải tu tiên giả, thì danh tiếng chắc chắn không thể lớn như vậy, đang định nói tiếp, Lâm Doãn bỗng khựng lại, bởi vì lúc này, có một nam tử mặt bạch y bước vào. Nhìn thấy người này, ngay cả nhậm lộ tuyền cũng không khỏi kinh ngạc, thừa tướng vậy mà cũng đến, chưa kịp hết kinh ngạc, lại có ba bóng người bước vào, khiến hai người suýt nữa rớt cả cầm. Bởi vì đi phía sau thừa tướng Lữ Khắc Hiên, lại là hắc bạch đại đế, hoàng hậu, và một nữ tử xa lạ. Đại đế sao cũng đến đây. Lâm Doãn trố mắt hỏi. Nhậm lộ tuyền lắc đầu, ta không biết, ngay sau đó, hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc và khó tin. Lúc này, cả hai chợt nhớ ra, hôm đó khi Diệp Phàm rời đi là do Thừa tướng Lữ Khắc Hiên đến đón. Mà chuyện Thừa tướng là sư huynh của Đại Đế cũng không phải bí mật gì ở bàn quốc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.